Con tên là gì? Con tên là Phương Linh. À, thế Phương Linh có mẹ gì con nhỉ? Mẹ Thảo. À, mẹ Thảo hả? Bố gì con? Bố Minh. À, bố Minh. Thế năm nay Phương Linh được mấy tuổi rồi? Phương Linh năm nay mấy tuổi nhỉ? 3 tuổi. À, đúng rồi, con 3 tuổi. Vậy Phương Linh thích ăn món gì? Ăn món cá. Món cá hả? Cá chiên đúng không? Thế con thích màu gì nhất nhỉ? Màu nâu á. Ok, cảm ơn con.